Thế xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với YBTV. Thì ngày hôm nay tập vừa xong mình quay khá nhiều về kỳ đà và chuột. Thì hôm nay mình sẽ đổi gió cho các bạn xem một con mới, một con khác. Hôm nay mình có nhận được một món quà từ một đứa em với cả một ông anh chơi bò sát cũng khá là lâu rồi. Mang hẳn từ Hà Nội ship tận tay về cho mình ở dưới Bắc Ninh này, cách khoảng tầm 30-40 cây đến 40 cây. Thì đây mình có một hộp này là có 2 con ếch cây bé tí này. Con này thì tên thường gọi ở Việt Nam người ta hay gọi là nhái bén, còn tên quốc tế của nó là Annamchi Frog, có nghĩa là ếch cây An Nam. Con này mình sẽ nói đến, hôm nay mình sẽ nói đến con này, nhưng mà trước đó thì mình được mang cho mấy con thạch sùng này. Thì các bạn biết thạch sùng này để làm gì không? Bình thường mình cũng rất hay bắt thạch sùng, nhưng mà gần đây kiểu như là nhà mình bây giờ không có thạch sùng nữa ấy, bởi vì là mình có thả con tôm cây gecko, con tắc kè ấy ở quanh nhà, nó ăn hết lại thạch sùng rồi đó. Nhưng mà bọn thạch sùng này khá là tốt cho gia đình, bởi vì là thực ra là nó ỉa phân cũng không thối lắm đâu, nhưng mà quan trọng là nó có thể ăn rồi muối và sơ bỏ các thứ cho gia đình. Nhưng mình thả tôm cây ra thì tôm cây cũng ăn được cái đấy, cho nên là nó ăn cả thạch sùng luôn, mình không quan trọng cái đấy. Mình bắt thạch sùng là để cho con rắn rào đốn của mình ăn. Con đấy nó size khá là bé, cho nên nó rất là khó ăn các thức ăn khác. Ăn thạch sùng là quá vừa mồm. Và đây mình có một con khác nữa, rất là khó nhìn con này luôn, tí nữa mình sẽ quay được cảnh con này cho các bạn xem. Con này chính là con thần lằn chân ngắn, nó cũng là thuộc họ thuộc bọn thần lằn bóng. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về đấy con ếch cây này, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ cho con rào đốm ăn một con thạch sùng đấy nha. Về lâu lắm không được ăn, khoảng 1-2 tuần. Các bạn ơi, bây giờ công việc đầu tiên trong cái video này, trước tiên là chúng ta sẽ cho con rắn rào đống này ăn. Các bạn ơi, cái con rắn rào đống của chúng ta ở đây, nó hôm trước cũng vừa lột xác xong này, bạn thấy xác rồi đó. Lột cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình lười, mình không bỏ cái xác nó ra. Người ta bảo mình muốn để cho đẹp, thôi bây giờ mình bỏ ra vậy. Vì nó hết đẹp rồi. Nó kiểu nó vừa lột xong thì nó rất là mềm ấy, rồi nó sẽ dính dính ấy. Đó đúng, bé tí này. Đây, tôi có mua thạch sùng ở đây. Nhưng mà lúc bé thì tôi không dám cầm thạch sùng, có vẻ ghê tay, nhưng mà mình cầm cũng không khác gì con tắc kè. Em để một chỗ đâu mà anh? Đây. Em đang phóng ra, em cứ di chuyển như mình. Kẹp con thạch sùng ở đây. Này, một con rắn này chưa bằng ngón tay của mình nhỉ? Bé mà, bé tí. Con thạch sùng cắn. Con thạch sùng cắn con rắn rồi. Thì không cho con nào ăn con nào? Thạch sùng ăn rắn. Khổ thân rắn. Trả thù đi con. Đây để tao ăn cho mày xem đấy. Giờ như mình ăn mình sẽ ăn. Đấy đớp rồi, ui đớp rồi. Nó ăn mấy con rồi? Mỗi lần cho ăn 1 đến 2 con, thực ra 1 con thôi là đủ. 2 con thì hơi nhiều. Đây là rắn cây ấy, nó ăn no quá, nó khó leo trèo và cũng dễ nôn. Cuốn nước tay anh luôn này. Đây, nó được cuốn tay tao. Cho để cho dễ nhìn. Ôi, nó cuốn chặt tay anh luôn này. Nó xiết tay anh. Cái đấy nó muốn ăn cả tay anh luôn. Tiếp tục, nó sẽ ăn tay anh. Phải nhìn thấy nó ăn con kia nhỉ. Cái này, đây là đầu cái này, yeah. Đang cắn này. Ôi, bình thường con này là cũng là con rắn có độc các bạn ạ, nhưng mà nó độc nhẹ, không ảnh hưởng đến con người. Thì nó sẽ độc nhanh sau, nó sẽ kiểu như là tê liệt con mồi và để nuốt con mồi vô dễ. Nhưng mà bình thường những con rắn có độc như thế thì nó sẽ cắn và nó thường là không siết con mồi, vì nó dùng độc rồi. Nhưng mà không hiểu sao con này nó cũng siết luôn. Chứ mà mình nuôi bọn rào đốm này mình cũng ngại nhất nó khoản thức ăn rồi, vì là quanh nhà mình bây giờ không có thạch sùng nữa, rất là khó kiếm thức ăn. Ở đây còn ba con thạch sùng này thì mình sẽ để đây để nuôi, và đây con này số này nó sẽ ăn được trong vòng 1 tháng, mỗi tuần cho 1 con thạch sùng. Đấy, nó đang nuốt rồi này.
Rồi các bạn ơi, ngồi chờ mãi con rắn này nó mới nuốt xong con thạch sùng. Bây giờ chúng ta sẽ đến chuyên mục chính của ngày hôm nay là bọn AK nha. Tối nay ăn cháo trai và tối nay ăn mua thịt ong đi cho ông. Có. Xong rồi đi. Ăn cháo trai xong rồi đi ạ. Xong quay rồi đi. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị để bọn AK vào trong này. Và tôi cũng có ý định là làm cái bể thủy sinh bán cạn ấy, bên dưới là nước, bên trên là cây cối các kiểu. Nhưng mà bây giờ thì đang chưa có lò để làm, thì bây giờ tôi sẽ xét qua kiểu cạn trước, sau mình sẽ làm bán cạn sau. Sau làm bán cạn thì tôi sẽ quay lại cho bạn xem. Thì tôi phải tìm hiểu rất là nhiều vì là tôi không có kinh nghiệm làm bể bán cạn, không biết làm như nào nè, không biết bắt đầu từ đâu. Thì trong bể này thì thực ra là tôi đang có nuôi con bullfrog và con ếch yêu tinh, ếch trâu, ếch bò ấy. Đây. Bể này nhìn cũng được nha, mỗi tội nó có biển sáng phải không nhìn bên trong. Bể này được tặng ấy, được ông trưởng tặng ấy. Anh ơi, con ếch nó bị nguồn với rồi chả nhìn gì nhỉ? Đây, con ếch này bây giờ tôi sẽ để vào cái hộp chuyên dụng hộp nhựa. Và tôi sẽ dùng nước thôi, chứ không lo chỗ này nữa. Nhìn con ếch này như con phù thủy ấy. Đây. Không phải phù thủy, nó là người thường, như là lớp hoàng tử như mình bị phù thủy ấy. Nhìn nó như bà phù thủy anh ạ. Xấu mắt híp, mặt to, miệng to đến mang tai. Nhìn mặt là thấy khó ưa rồi. Trời ơi, đúng ít sao bà phù thủy. Nó gì đó. Sạch. Nó gật đầu kìa. Đây, đây tôi có cái hộp chuyên dụng đây, tôi sẽ cho đây vào đây và... em tưởng cho anh để rắn. Gì? Em tưởng cho anh để rắn. Nhưng mà hết rắn bé là để rồi. Thì bây giờ tôi sẽ cho vào đây và sẽ cho nó bằng cho nó một cái màu này để cho nó nhảy lên đấy. Căn bản là con này nuôi nó ở trong cái bể này, đeo thêm nó đâu rồi. Nhìn hơi chán, cho nên là mình sẽ đổi chỗ khác cho nó. Thế thôi hả? Đổi lên phanh vậy hả? Đấy, thì ta cho lấy ở đây. Thì nó sẽ thay nước sau. Phù thủy bị trúng lời nguyền thành thủy. Nó đang cay cú lắm anh ạ. Con này mắc sai rất là to các bạn ạ. Nó to bằng hai bàn tay thôi. Nó phải to gấp đôi gấp ba lần như thế này. Nhưng mà bây giờ chắc là đi. Hôm nay nó không phải nhân vật chính. Ê, nhân vật chính của tôi hôm nay là con này. Đấy, cây An Nam. Thì cái chỗ này tôi sẽ dọn lại một tí. Đó. Và các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ dọn lại qua cái bể này một tí, rồi sẽ cho ếch kia vào. Thì nó đang lùng bùng bởi vì là đợt trước con ếch bò, con bullfrog nó ở đây nha, nó xới hết mọi thứ lên nha, là nó hơi bị lùng bùng. Tôi sẽ vứt bớt đi một tí lót, sẽ ép nó lại cho nó chặt lại. Rồi rêu cứ kiểu ép vào. Nhưng con ếch thì có trốn bên dưới không? Chắc không. Không, ếch này thì nó sẽ thường nhảy trên cây, nó trèo lên cây. Một đống cây này mình lấy này, con kia nó đào xuống dưới đấy. Rồi sẽ ném cái này vào. Con này nó bé, nó không đào được cái kia. Rồi, đây các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cho bát nước vào đây nhỉ. Vào đây hay vào đây? Thì đặt đáy. Đây à? Ừ. Đây, lại phải đào lên, quên mẹ mất. Ui, kho báu ấy, như mình đào kho báu ấy. Cái gì của mấy viên viên xương thì đấy đấy. Có mấy viên cứt đấy. Ui, chết mẹ hơi thấp. Làm một lớp. Đó, xong rồi để đây. Đây. Đó. Đó nghe là mình có đồ đây, mình sẽ làm kiểu thủy sinh luôn, thì mình sẽ cho nước vào đây luôn. Thì sẽ đẹp hơn nhỉ. Xong rồi mình sẽ nuôi cá và trồng thêm rau. Trồng rau trong này. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho thêm vài khúc cây. Như kiểu cây chết. Này mà có thêm rêu ấy. Này mà có thêm một cái rêu xanh. Cái này nó đẹp phát. Bây giờ bé mà, nó bé nó nhẹ mà. Thế mình mới làm kiểu này được. Chọc vào đây. Đây. Chọc. Để mà cái làm thành mấy chỗ cây cao cao để cho nó nhảy lên.
bám ở trên đấy. Mục làm nhà cho ếch. Đấy, có cây hẳn hoi nha. Mỗi tội cây giả thôi. Bây giờ mình làm thủy sinh thì sẽ trồng cây thật đấy lại. Cũng hòm hòm rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vào đây. Rồi. Hai con à? Hai con. Là nghĩa là mình xin được chục con thôi, nhưng mà bị tai nạn mất, thế là lấy được có hai con, và sau mình sẽ lấy thêm. Ôi đâu rồi? Đây. Về nhà mai. Anh còn nhảy ra ngoài sao? Nhảy ra ngoài thì bắt vào. Trời ơi, nó bé này. Nhìn hay à? Ui. Biết ngay mà. Giờ nói sao? Nhảy vào đây là chết đấy mày. Nó bé lắm, không dám cầm mạnh. Anh ăn đóng đóng nắp đi. Đây, đóng nắp nha. Thì thôi, con này Việt Nam gọi nó là con nhái bén. Nó thưa nhà bé, nó là cả một họ các bạn ạ. Chi này được đặt theo tên của chi là tên là chi Hai La, đặt là gia đình ở đâu cái họ ấy, cái họ đó là họ nhái bén luôn đấy, nó có họ nhái bén luôn. Và cái chi Hai La này là nó có khoảng tầm 300 loài, nhưng mà gần đây đã được sắp xếp lại và bây giờ chỉ còn khoảng tầm mười mấy loài thôi. Nghĩ yên tội nhờ. Cái tên Hai La này nó đặt theo tên của Hai Las trong thần tượng Hy Lạp ấy, là cái thằng như là tùy tùng của Hercules thì vậy. Con này tên khoa học của nó là Hai La Simplex. Đó. Và nó sống ở Việt Nam, Lào và miền Nam Australia. Bọn con này thì size khá là nhỏ. Con cái nó có thể dài đến khoảng tầm 40mm, là khoảng tầm 4cm. Con đực nó khoảng tầm 3,7cm gì đấy. Nói chung là rất là bé. Đây là một cái loài rất là phổ biến. Đây là một cái loài rất là phổ biến ở Việt Nam và nói chung là cũng không quý hiếm gì lắm, nhưng mà được cái là bọn này rất là đẹp và kích thước nhỏ, cho nên là mình thấy là bọn này đợt tới có thể sẽ được ưa chuộng để làm nuôi cảnh, để tiểu cảnh ấy. Nhưng mà hình như con này nghe bảo là có độc thì phải. Độc trên da ấy, nó là kiểu poison ấy, là chất độc. Còn venomous là nọc độc ở trong răng nanh của con rắn. Đây là poison. Thì hình như là có con nào ăn con này thì cũng mấy con nhỏ nhỏ thứ đề kháng nó không đủ thì chết rồi vậy. Nhưng mà người mình thì không phải lo, nếu mà các bạn lo lắng quá thì các bạn có thể, nhưng mà cầm con này xong chẳng may cầm ấy như tôi vừa nãy thì chúng ta tí nữa sẽ xuống rửa tay xà phòng là được. Chúng ta khoan lên mặt liếm luôn. Cái cây này thực ra là không có gì để nói được, kìa nó cũng chả có thông tin gì mấy các bạn ạ. Nó rất là bé luôn ấy, nó bé như này cơ mà, một ngón tay luôn. Ê mày, nó cứ thích nhảy. Còn này ấy cây mà nó cứ nhảy bén. Theo như chỉ nhớ của tôi ngày xưa ấy, từ hồi con bé thì con nhảy bén là con khác. Nhưng mà hóa ra là nhảy bén nó là cả một họ nhảy bén chứ không phải là một con. Trông khá là xinh nhỉ, màu xanh rất là đẹp. Vui bể này mà mình để chục con thì đẹp luôn. Thế là anh bảo lấy chục con chứ, nhưng mà còn có mỗi hai con. Lấy tạm trước. Thế sau thì đây là anh tính là làm này. Phải đi chơi, chết. Đây. Chỗ này để nước hết luôn này, xong rồi bên trong là vài đá nổi lên và để rêu và cành cây các kiểu. Sao nó bơi hả anh? Còn nuôi cá luôn, xong rồi có một cái máng đèn ở đây để cây thật có thể sống được ấy. Còn các bạn ơi, bây giờ đây sau khi đã chỉnh trang một tí bể cho con ếch này xong thì tôi cũng định thử thả con thả lòng chân ngắn này vào trong cùng với ếch luôn. Chung à? Không biết là có chết không? Không là chết. Con này. Con ếch ăn cái này á? Không, sợ là nó lên là nó độc con ếch hay gì đấy. Rồi, tối mình sẽ đi bắt vào đốc sen mình thả đây luôn. Nhiều con ấy, hay là mình bắt thằng cùi. Ở chợ mua. Bắt ở đâu? Thì con này tên là thằn lằn chân ngắn, nó là cũng là thuộc loại thằn lằn bóng. Và tên khoa học của nó là Lycosoma quadrup. Thưa cái chân của nó chỉ để làm cảnh, vì là cái chân của nó không thể nào mà nâng đỡ được cơ thể của nó. Cơ thể bọn này thì mắc size dài người khoảng tầm 15cm, cũng khá là dài, và cái đuôi cũng phải dài gấp rưỡi cơ thể. Người được bóng ấy. Đó là thuộc họ, thuộc bọn thằn lằn bóng ấy, thuộc skink ấy. Đó. Chúng rất là dị. Được tìm thấy ở
miền Nam Trung Quốc này, Hồng Kông này, và nói chung là Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, nói chung là con này phân bố rất là phổ biến và ở Việt Nam cũng rất là phổ biến luôn. Nếu mà các bạn nào mà chưa gặp con này thì khả năng là nó bé quá các bạn không để ý thôi. Còn ở công viên các thứ và cái dưới các gỗ mục các thứ có khá là nhiều. Dẫm chết nó mà không biết. Dẫm chết nó mà không biết. Và các bạn nghĩ nó là con giun hay gì đấy vì chân nó rất là ngắn luôn đấy, rất là bé luôn đấy. Dị vãi. Trông kiểu nhìn từ xa ấy tưởng là con giun. Và con này thực ra nuôi khá là hay, nếu mà các bạn không có chỗ ấy, các bạn có thể làm một cái bể bé tí này để khoảng tầm 2-3 con này xong rồi cho nó ăn sâu gạo hoặc là ăn ruồi giấm này hoặc là sâu quy cũng được. Nói chung là ăn được mấy con sâu bọ nhỏ nhỏ. Còn các bạn đập mũi xong rồi vứt vào cho nó. Mình cái vột đi phát bắt mũi. Bây giờ nó có cái máy bắt mũi mà kiểu chỉ hút mũi vào ấy. Thế thì của mình. Ừ đấy. Nhưng mà em chẳng thấy con mũi nào cả. Thấy rồi. Nhưng mà mình có thấy đâu. Thì bây giờ đêm mình mở cửa ra rồi mỗi à. Để thử nghiệm này. Này liếm liếm đi. Nhìn muốn cười bé nhưng mà không nhìn rõ được. Nhưng là nó bé quá. Các bạn mà xem kênh của mình nhiều mà để mình có tiền thì các bạn tiền mình sẽ đầu tư được một cái gọi là lens macro để quay chuyên quay bọn bé bé này. Đây mình sẽ quay bằng chẳng thấy lưỡi nó đâu. Chỉ thấy một chấm nhỏ là mắt nó thôi. Đấy anh thấy lưỡi này. Anh quay bằng điện thoại thấy lưỡi rồi. Xem mất tí anh ạ. Anh sẽ ghép cái điện thoại, quay điện thoại vào. Chân nó rất là bé luôn các bạn này, nhìn thấy chưa? Nó bé tí luôn, trời ơi. Đấy hiểu nó sinh ra cái chân này đẹp gì, phế vật vãi. Mà con này đi nó chỉ trượt thôi mà, đây thử thả xuống cho nó chân. Chân là phế vật à anh? Không phải mà là cái chân của con này anh nó sinh ra nó đẹp gì. Anh nó bò kìa. Đây, nó vẫn bò. Bò đi. Như con giun thật. Trời ơi. Nhưng mà nó không bò như con giun. Nó vẫn bò bằng chân này. Ừ. Nhìn ngộ vãi. Biết hiểu cái gì. Trâu chéo vừa lại, quay ở này nó bị bóng. Rồi. Nó bò mãi không được này. Nó bị dính ở trên sàn rồi. Dễ ao đấy thì bé mà nhìn hết nhỉ. Rồi các bạn ơi, đây có thật là chân ngắn đây, nó bé bé tí luôn. Mình phải nhìn sát vào thì mình mới rõ được, nhưng không thể quay chụp kiểu này được, rất là khó. Có phải anh điện thoại vào đâu? Anh thấy em ở nhà sạc mà. Ừ, anh định soi à? Em đang định chụp kiểu này. Không thể chụp được không? Thôi rồi, bây giờ mình sẽ cho con thả làm chân ngắn này vào ở cùng với cả con AK này luôn nha. Vừa vào đến nơi thì đã quảng phát đây. Đấy, nó trèo lên này. Nó biết trèo á. Tính cái chân của nó kỳ cục thôi. Đâu rồi? Nó chui xuống cái sọ rồi. Nó đâu? Đấy rồi. Nó bỏ lại gần cho con đấy kìa. Nó muốn bị trúng độc nhá. Đâu rồi? Ừ nhỉ? Trời mưa, trời mưa. Ok các bạn ơi, vừa xong mình đã vừa nhận được con gì nhỉ? AK An Nam và con thằn lằn chân ngắn. Thì mình đã quay và giới thiệu cho các bạn sơ qua về những con này. Con này nó không có nhiều thông tin mà không có nhiều về cách nuôi các thứ. Nói chung là cũng khó để nói. Mình quay chủ yếu là quay để khoe các bạn là mình vừa được nhận con này và mình cũng đã làm một cái chuồng như con này. Đợt tới mình mà có thời gian và lấy được đồ thì mình sẽ làm một cái bể bán cạn để cho bọn AK này sống nha. Ok, lúc ấy mình sẽ quay lại clip.
Và xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của mình nha. Ok, tạm biệt.